Rồi, xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Thì trở lại với cái kênh học trồng lúa của mình ngày hôm nay đó các bạn. Thì mình cũng xin trở lại với cái chủ đề là có nhiều anh em hỏi là trong cái quá trình canh tác lúa thì mình phun thuốc như thế nào và phun bao nhiêu lần nha các bạn. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn rằng là trên cái giống lúa của em 18 này của mình á, thì mình sẽ chia ra là ba cử phun chính. Ba cử phun chính có nghĩa là giai đoạn mà đón đồng trước chỗ và sau chỗ. Và trong những ba cử phun chính đó thì mình cũng phun những cử ba cử phun phụ. Có nghĩa là cái cử mà sau cử bón phân thứ hai đó các bạn, thì mình cũng tiến hành mình phun phun ngừa bệnh đau ôn vi khuẩn nha các bạn. Là sau cái cử bón phân thứ hai thì mình cũng tiến hành là mình phun đậu ôn và vi khuẩn trên lúa OM18, thì mình cũng ngừa cái bệnh là thối gốc vi khuẩn luôn nha các bạn. Thì cái cử đó thì mình sẽ phun Santosin và cái Fujiwan của công ty Vibeco, và Santosin thì của công ty VFC nha các bạn. Đó là cái cử phun sau cử phân thứ hai, và cái cử tiếp tục là cử đón đồng. Cử đón đồng thì mình phun sản phẩm là Alies, Glet Extra và Filia. Còn đối với ngày nâu thì ba con trên tép mới phun nha các bạn. Còn đối với sâu uống lá thì mình đi thăm đồng thường xuyên và mình cảm thấy là có sâu xuất hiện và gây hại thì mình mới phun nha các bạn. Đối với gầy và sâu thì mình không có phun phòng nha các bạn. Đó. Rồi khi cái cử tới cái cử chỗ lo le chỗ các bạn, là lúa nó chuẩn bị nó chỗ ra các bạn. Thì cái cử lo le chỗ này thì mình phun Amistatop để chị lem lép hạt vàng lá chín sớm, đấm vàng luôn nha các bạn. Còn tiếp tục là sản phẩm pin Mỹ của công ty VFC phân phối đó các bạn, thì để mình quản lý cái bệnh đậu ôn cổ bông nha các bạn. Và Santosin để mình ngừa lép vàng vi khuẩn nha các bạn. Đó là ba cái những sản phẩm mà mình phun cái cử lo le chỗ. Còn đối với sâu uống lá thì cử này mình phun luôn các bạn. Mình chọn sản phẩm là Solo của công ty VFC. Và mình lặp lại cái sản phẩm đó cho cái lúa chỗ đều nha các bạn. Chỗ đều thì mình cũng phun như vậy. Còn ví dụ đối với các bạn thì nếu mà cái mã lúa đẹp, lá đồ cũng đẹp, thì chúng ta có thể thay thế cái sản phẩm Amistatop bằng tin Super nha các bạn. Và trong cái quá trình mà cái phun cái cử lo le chỗ về sau thì nếu mà chúng ta có cái áp lực mưa bão nhiều thì có khả năng là bệnh vi khuẩn nó sẽ tấn công mạnh các bạn. Thì chúng ta có thể là sau cái cử lo le chỗ 5 ngày sau chúng ta phun lại một lần Santosin nữa các bạn. Thì cái cử đó chúng ta chỉ phun Santosin thôi, không cần phải kèm bất cứ một loại thuốc gì nữa cả. Và sau khi chỗ đều thì chúng ta lặp lại như cái lần lo le chỗ. Và nếu lúa chúng ta xanh tốt thì chúng ta có thể thay thế sản phẩm Amistatop bằng tin Super. Và cuối cùng là cái giai đoạn công chế me thì mình phun tin Super và Silimax kết hợp với C30 luôn các bạn, cho nó vào gạo nhanh, chắc tới cậy và nó sáng bóng. Thì ngày hôm nay là cái màu lúa của mình nó vậy nè các bạn. Thì nó cũng khá là đẹp nha các bạn. Màu lúa cũng là rất là sáng. Sáng mẩy nha các bạn. Rồi đó là những cái loại thuốc mà mình phun trong cái vụ này. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn, thì anh em và các bạn nào có tham khảo thì thấy phù hợp trên đồng ruộng của mình thì có thể áp dụng theo mình. Và chúc tất cả anh em và các bạn có một mùa bội thu.